Tôi là Trần Anh Vũ, nghề nghiệp chính là thợ mộc. Tôi đã từng mua các máy như máy phay, máy khoan, cưa lọng, cưa đẩy ở chỗ Kết Nối Tiêu Dùng. Mua cách đây cũng khá lâu, nói chung là xài ok, ổn. Nói chung là xài những dòng máy Makita tôi rất là yên tâm. Hàng mua ở chỗ Kết Nối Tiêu Dùng là hàng chính hãng. Tôi đã sử dụng những cái máy đó để làm trong những cái siêu thị điện máy như Nguyễn Kim, Cao Phong và Điện Máy Xanh. Chủ yếu là hàng trưng bày, quầy kệ trưng bày. Mua hàng ở Kết Nối Tiêu Dùng là mình có quyền mình vô mình kiểm tra, người ta cho mình kiểm tra test hàng rất là thoải mái. Và hóa đơn chứng từ rất là gọn ghẽ, rất là yên tâm, 100% là hàng chính hãng. Giấy tờ thì làm nhanh, rất là nhanh gọn lẹ. Cảm ơn bên Kết Nối Tiêu Dùng. Dạ.